Xin chào mọi người, mình tên là Quỳnh Hương, năm nay mình 25 tuổi. Thì thật ra mình là một người rất là thích bơi luôn. Hầu như những cái thời gian rảnh rỗi thì mình đều đi bơi cả. Vì thứ nhất là có thể được sống ảo nè. Thứ hai mình có thể thỏa được cái niềm đam mê bơi lội của bản thân nữa. Và thật ra là da của mình là da chỉ ở dạng tầm trung thôi. Cho nên là mình cũng rất là biết khuyết điểm của bản thân á, là mình cũng có mua viên uống Beauty Lust về để mà khắc phục cái làn da của mình. Và dạo thời gian gần đây á, thì mình có nghe phía bên bán hàng là có một cái thông tin là vào năm 2020 sẽ ra mắt một cái phiên bản mới đột phá hơn nè, hiệu quả hơn. Thì bản thân mình rất là tò mò luôn, nên là mình nóng lòng để mà chờ đợi cái sản phẩm đó ra, mình mua về và sử dụng thử. Không may là mình mới đi biển về, tại vì phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng nè. Mọi người thấy da của mình ở những cái chỗ như là gò má nè và những chỗ như khuỷu tay là bị xỉn màu rất là nhiều luôn. Nhưng mà rất là may một điều là phiên bản mới vừa mới được ra mắt luôn, nên là mình đã sắm về và sử dụng thử. Có tên, em ấy có tên là Diamond White. Đây bên trong rất là xịn sò luôn. Và bây giờ mình sẽ sử dụng và mọi người cùng chờ kết quả với mình nha. Xin chào, mình đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Các bạn thấy mình có khác biệt không? Sau 10 ngày sử dụng Diamond White thì các bạn so sánh trước và sau có sự khác biệt rõ rệt như thế nào nha. Đặc biệt là không có sử dụng phần mềm trắng da đâu đó. Theo mình cảm nhận, với cái phiên bản mới là Diamond White thì tác dụng vào cơ thể mình nhanh hơn là phiên bản cũ Beauty Lust. Có thể là do cơ địa của mình hợp với sản phẩm. Còn các bạn thì như thế nào mình chưa biết, nhưng mà mình có thể là mua về và sử dụng thử. Với Diamond White thì mình sử dụng trong vòng 10 ngày là đã có hiệu quả rõ rệt rồi. Mỗi ngày thì mình dùng 4 viên để tăng nhanh tốc độ lên tối đa. Và sau đó khi mà cái làn da mình đã cải thiện rồi thì mình giảm xuống còn 2 viên mỗi ngày thôi. Các bạn đừng có sợ là khi mà mình sử dụng nhiều thì sẽ bị cái tác dụng phụ. Tại vì Hương cũng đã tìm hiểu rất là rõ rồi á, thì thành phần là từ thiên nhiên. Ở trong đây thì Hương thấy là có ô liu nè, và collagen và hạt nho. Những cái này là đều là đến từ thiên nhiên, cho nên là ở cái mức độ an toàn rất là cao, nên mọi người cứ yên tâm và sử dụng sản phẩm.